Thế Anh và Yến Ngọc xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Hôm nay thứ Tư, ngày 12 tháng 6 năm 2024, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cháy dây điện lan sang xe tải và nhà dân tại Đà Nẵng. Điều tra vụ 3 thanh niên tử vong trong đêm ở Hà Nội. Bán thẻ cào nhưng không trích xuất hóa đơn, giám đốc một công ty trốn thuế gần 7 tỷ đồng. Nông dân phấn khởi khi giá hồ tiêu tăng kỷ lục đạt 180.000 đồng một ký. Lần đầu trưng bày bảo vật quốc gia Ấn Tuần Phủ Đô Tướng Quân. Thú vị với trải nghiệm bay thủy phi cơ, ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long. Động Thiên Hà, vẻ đẹp kỳ dĩ của dải Ngân Hà trong lòng núi. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Một vụ cháy liên quan đã xảy ra trên đường Bào Hạc 5, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, khiến một xe tải cháy rụi và ngọn lửa lan sang một ngôi nhà quan phía bên cạnh. Theo đó, khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay, đám cháy bất ngờ bùng phát từ bó dây điện, sau đó cháy lan qua xe tải mang biển kiểm soát 43C23013 đang đổ trên đường Bạch Hạc 5. Đám cháy sau đó tiếp tục cháy lan sang ngôi nhà quan. Phát hiện cháy, người dân trong khu vực này đã cùng hô quán tìm tài xế để di chuyển xe tải và một số ô tô đang đậu gần đó. Xe tải sau đó được đẩy lùi ra một đoạn trước số nhà 18 Bào Hạc 5 thì lửa bùng phát lớn. Người dân xung quanh hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa tạo ra cột khói đen lớn trong khu dân cư. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường. 30 phút sau, đám cháy được dập tắt. Dù cháy không có thiệt hại về người nhưng đã làm chiếc xe tải bị cháy đen và ảnh hưởng một phần mặt tiền căn nhà số 18 Bào Hạc 5. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Cũng liên quan đến quả hoạn, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chữa cháy cơ sở và người dân vừa kịp thời khống chế dập tắt đám cháy nhà dân trên phố Pháo Đài Láng. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay, khói và lửa bốc ra từ vị trí tầng 5 của ngôi nhà trong ngõ 159, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa. Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng chữa cháy tại chỗ của phường Láng Thượng và người dân đã sử dụng bình chữa cháy hỗ trợ dập tắt đám cháy. Ban đầu xác định không có thiệt hại gì người. Vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Cũng tại Hà Nội, Công an quận Đống Đa cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn trên đường Láng, làm 3 người tử vong trong đêm. Thông tin ban đầu tại khu vực đối diện số nhà 790 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, một xe máy không có biển kiểm soát lưu thông theo hướng ngã tư Sở đi Cầu Giấy, được cho là đã tông vào dải phân cách giữa đường và hàng cây xà cừ. Va chạm mạnh khiến 3 người đi trên xe ngã ra đường, 2 người tử vong tại chỗ, người còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Trong số các nạn nhân có người tên NTN, 18 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Phúc, 2 người khác chưa rõ danh tính. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được làm rõ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi va chạm với xe chở rác, người phụ nữ đi xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Bước đầu, cơ quan công an xác định khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay, xe chở rác mang biển số 50H21009 chạy trên quốc lộ 13 hướng từ quận Bình Thạnh đi thành phố Thủ Đức. Khi gần tới dòng xoay Bình Lợi thuộc phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, tài xế cho xe rẽ phải vào đường Phạm Văn Đồng. Khi đang ôm cua thì va chạm với xe máy do bà Đinh Thị Thanh Thủy, 59 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức điều khiển. Va chạm khiến bà Thủy ngã xuống đường, bị xe rác cán tử vong tại chỗ. Chuyển sang thông tin khác, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệt phá thành công chuyên án, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét đối với TTN, sinh năm 1982, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, về tội trốn thuế hàng tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy TTN là giám đốc một công ty có địa chỉ tại phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, từ năm 2019 đến năm 2020. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, N đã có hành vi bán hàng hóa là thẻ cào viễn thông trị giá gần 70 tỷ đồng, nhưng không xuất hóa đơn
lập khống hồ sơ, tiêu hủy hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế với số tiền gần 7 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi gần 1 tỷ đồng tiền trốn thuế và đang tiếp tục truy thu số tiền còn lại. Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định. Thưa quý vị, Lộc An là địa phương có diện tích trồng nhãn xuồng lớn nhất huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với gần 41 hectare. Tháng 6 năm 2022, nhãn xuồng Lộc An đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Thời điểm này thì người dân trồng nhãn xuồng trên địa bàn xã Lộc An đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch chính. Thương lái đang thu mua nhãn bao công tại vườn. Trừ chi phí, nông dân trồng nhãn lãi khoảng 100 đến 150 triệu đồng một hectare. Nhãn xuồng Lộc An cho thu hoạch chính vụ từ khoảng tháng 5 đến tháng 7 âm lịch hàng năm. Theo nông dân trồng nhãn, mùa vụ năm nay do thời tiết không thuận lợi, mưa trễ nên nhãn cho năng suất thấp hơn mọi năm, chỉ khoảng 5 đến 6 tấn một hecta, giảm khoảng 10%. Không chỉ vậy, giá nhãn đầu vụ hiện cũng thấp hơn mọi năm, từ 10.000 đến 15.000 đồng một kg. Hiện thương lái đang thu mua nhãn bao công tại vườn với giá khoảng 50.000 đồng một kg, nhãn tiêu 120.000 đồng một kg và nhãn bắp cải từ 120 đến 150.000 đồng một kg. Với giá này, trừ chi phí, nông dân trồng nhãn lãi khoảng 100 đến 150 triệu đồng một hecta. Thời điểm này, giá tiêu nội địa chính thức đạt mốc 180.000 đồng một kg, một mức giá được xem là cao kỷ lục khi bước vào vụ thu hoạch năm nay. Với giá ban này, sau khi trừ chi phí, nông dân có lãi từ 300 đến 500 triệu đồng một hecta. Tại khu vực Đông Nam Bộ, ghi nhận giá tiêu tăng 7.000 đồng. Cụ thể, tại Bà Rịa Vũng Tàu lên mức 176.000 đồng một kg. Tại Bình Phước, giá tiêu đạt mức 176.000 đồng một kg. Giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 180.000 đồng một kg. Sau chuỗi ngày tăng liên tiếp, giá tiêu nội địa chính thức vượt mốc 180.000 đồng một kg. Như vậy, giá tiêu trong nước hôm nay nối dài đà tăng mạnh ở hầu hết các địa phương trọng điểm so với hôm qua, mức tăng 7.000 đến 9.000 đồng một kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện có hơn 10.500 hecta hồ tiêu, phần lớn là vườn tiêu trong thời kỳ kinh doanh. Dự báo trong thời gian tới, giá hồ tiêu sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung đang thiếu hụt. Đây là động lực để người trồng tiêu Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục đầu tư, khôi phục và mở rộng diện tích hồ tiêu trở lại. Để tránh tình trạng trồng ồ ạt dẫn đến sản phẩm dư thừa khiến giá giảm, ngành nông nghiệp tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về thị trường hồ tiêu và những rủi ro tiềm ẩn. Song song đó, khuyến khích nông dân tập trung chăm sóc vườn tiêu theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời yêu cầu các địa phương cần có quy hoạch rõ ràng về diện tích trồng, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, phòng ngừa sâu bệnh gắn với thị trường đầu ra ổn định, bền vững cho cây hồ tiêu. Quý vị đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong phần tiếp theo. Lần đầu trưng bày bảo vật quốc gia Ấn Tuần Phủ Đô Tướng Quân. Thú vị với trải nghiệm bay thủy phi cơ ngắm toàn cảnh Vịnh Hạ Long. Động Tiên Hà, vẻ đẹp kỳ dĩ của dải Ngân Hà trong lòng núi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Thông tin từ Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình cho biết, nhân kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, bảo vật quốc gia Ấn Tuần Phủ Đô Tướng Quân được trưng bày đến giới công chúng. Dân và đây cũng là lần đầu tiên bảo tàng này trưng bày bảo vật quốc gia Ấn Tuần Phủ Đô Tướng Quân để phục vụ người dân du khách tham quan trong điều kiện bảo quản đặc biệt với đội ngũ an ninh túc trực cùng hệ thống camera giám sát 24/24 và thường xuyên được kiểm tra định kỳ. Ấn Tuần Phủ Đô Tướng Quân được công nhận là bảo vật quốc gia năm 2018. Ấn được làm bằng chất liệu đồng nặng 3,6 kg, đúc vào năm Hồng Thuận thứ 6, tức năm 1515. Ấn có nút cầm hình con nghê quỳ, thân nghê cao 6,5 cm, dài 9,5 cm. Đế ấn dày 2,5 cm, được đúc theo hình vuông. Mặt ấn hình vuông, kích thước 11x11 cm, diện ngoài đế ấn 1 cm. Bên trong mặt ấn là 8 chữ truyện xếp theo 3 hàng dọc. Đó là các chữ Phụng mệnh Tuần Phủ Đô Tướng Quân Ấn. Đại diện Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình cho biết, bảo vật quốc gia này được tìm thấy vào năm 1980. Trong số các ấn, truyện được kiểm kê, đăng ký và bảo quản tại các bảo tàng trên toàn quốc, thì chiếc ấn này là hiện vật gốc, độc bản, quý hiếm và tiêu biểu cho các loại ấn dưới triều đại nhà Lê Sơ. Đây là chiếc ấn duy nhất được tìm thấy của quan Tuần Phủ Đô Tướng Quân thời Lê Sơ trên cả nước. Từ sự quý hiếm và độc bản,
bảo vật quốc gia này hiện đã được bảo quản nghiêm ngặt và chỉ được trưng bày trong những dịp lễ đặc biệt tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, không giống với chèo thuyền, kayak hay đi cano để ngắm cảnh, với loại hình du lịch vịnh Hạ Long bằng thủy phi cơ, thì quý vị và các bạn sẽ có cơ hội ngắm toàn cảnh vịnh với nhiều góc nhìn khác nhau từ trên cao. Dịch vụ bay thủy phi cơ ngắm toàn cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao đã được đưa vào khai thác du lịch từ năm 2014. Đây là một trong những hoạt động thu hút đông đảo du khách khi đến với di sản thiên nhiên thế giới này. Thủy phi cơ phục vụ khách ngắm cảnh vịnh Hạ Long đậu tại cảng Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Mỗi chiếc thủy phi cơ có thể vận chuyển tối đa được 12 hành khách tùy theo cân nặng, trọng tải tối đa 800 kg. Chuyến bay ngắm cảnh dài 25 phút sẽ đưa du khách dạo một vòng quanh vịnh Hạ Long. Từ trên cao, du khách sẽ được ngắm nhìn gần 2.000 hòn đảo đá vôi lớn nhỏ nhấp nhô trùng điệp trên làn nước màu xanh ngọc đặc trưng của vịnh Hạ Long. Cùng với đó là khu vực đảo Cát Bà, dùng chài lưới, những con thuyền lớn nhỏ trên biển và một phần khung cảnh thành phố phía xa xa. Ngoài ra, du khách cũng có thể lựa chọn giờ bay vào buổi chiều để có thể ngắm hoàng hôn tại vịnh Hạ Long từ góc nhìn trên thủy phi cơ. Ninh Bình là mảnh đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng, địa chất, địa mạo rất đa dạng, phong phú, tạo nên những hang động độc đáo, không phải nơi nào cũng có được. Và sẽ là chưa đầy đủ hay thiếu đi một phần hấp dẫn trong chuyến tham quan du lịch Ninh Bình nếu quý vị không khám phá chiêm ngưỡng động Thiên Hà, nơi được ví như dải ngân hà trong lòng núi. Được mệnh danh là hang động đẹp nhất trong quần thể danh thắng Tràng An, động Thiên Hà nằm ở phía đông xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, cách trung tâm thành phố Ninh Bình khoảng 24 km. Nằm ẩn mình trong dãy núi Tưởng, có độ cao gần 200 m so với mặt nước biển. Hệ thống động Thiên Hà dài khoảng 700 m, gồm có động khô và động ướt với vẻ đẹp sơn thanh thủy tú. Bước vào cửa động, du khách sẽ bất ngờ với vẻ đẹp hư thực của thế giới nhũ đá, cùng luồng sáng từ giếng trời trên cao tỏa xuống, mở rộng không gian và tầm mắt. Với không gian lên đến 12.000 m2, đến với động Thiên Hà, du khách không chỉ có được những phút giây ngắm hang động với những nhũ đá hình thành trong hàng trăm triệu năm, với những hình thù kỳ ảo, mà còn được trải nghiệm cả hoạt động ngồi thuyền đi vào hang tối cực kỳ thú vị. Trong động hiện còn lưu giữ nhiều vết tích của người Việt cổ, giỏ nhuyễn thể, mảnh gốm thô, xương động vật, mai, yếm rùa và cũng là nơi cư trú của nhiều cá thể dơi. Điều này cho thấy động Thiên Hà còn giữ gìn nguyên dạng trẻ quan sơ. Thưa quý vị và các bạn, canh bún rau hay bún rau, bún canh có nhiều cách gọi cho món bún bình dị và lạ dị này ở Hà Nội. Đặc điểm của món này là sợi bún to gấp 3 đến 4 lần so với sợi bún bình thường. Dần và ăn kèm với canh bún là rau theo mùa, có thể là rau cần hay là rau muống. Không thể thiếu món đi kèm là giò tai, giò bò và tóp mỡ hành phi. Đây cũng được xem là đặc sản của Hà Nội, được nhiều du khách ưa thích. Canh bún không dễ đặt tên, bởi sợi bún ở đây không giống bất kỳ sợi bún nào ở Hà Nội. Sợi bún nhìn giống bánh canh nhưng nhỏ hơn, ăn dai chứ không mềm như sợi bánh canh. Ăn kèm với bún là rau muống, rau cần được chần qua nước dùng. Nước dùng gồm nước xương nấu với gạch cua và cà chua, chan xăm xắp. Vị thanh thanh chua chua, thơm mùi gạch cua, hành khô phi già khá lạ miệng, thấp thoáng trong bát bún rau. Còn thêm đôi ba miếng tóp mỡ. Ở Hà Nội hiện nay còn một số hàng bán món ăn này ở phố Hòe Nhai, Thanh Hà hay Nguyễn Siêu. Trong thời tiết nắng nóng của mùa hè, nhiều người vẫn chọn canh bún để thưởng thức vì mùi vị thơm ngon, thanh mát và rất dễ ăn. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình GĐT 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Và để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.